Ok, mai chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Nioh 2. Này chúng ta sẽ đánh boss này. Whee! Wow! Đùa đấy, lúc nãy tao ăn hành của con này mấy lần rồi. Ui! Thôi! Lì xìn với tao này. Rất diện. Nhưng mà tao bắt bài mày rồi con ạ. Chết vài lần thì phải khôn ra chứ. Đá phát nữa mà. Đúng. Mày nhờn. Mình cũng nhờn với nó luôn. Ui, đổ nước vào đầu rồi con ơi. Leo leo. Leo leo. Leo leo. Leo leo. Lúc nãy cũng chết vài lần này rồi đấy. Rồi, quả này chỉ diễn thôi. Bây giờ đánh thật này. Chó này. Ừ, chào bạn. Bây giờ tao đánh thật thế này. Ui, nước đổ đầu vịt. Kuragisama này im ba vãi trưởng. Này đọc là cái gì nhỉ? Thế biết cái từ đọc là gì? Cái vũ khí đọc tên là gì? Kuragisama. Tao bắt bài mày rồi. Nhưng mà mày cũng bắt bài tao rồi. No vấn đề, con này dễ đánh được, yên tâm. Lần thứ 3 quá tam ba bận. Ui. Ninja Gaiden ở đây mẹ này. Ui, ném lốc này. Yasuo. Ui, teleport. Ui. Ui, 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 ui. Úi trời ơi. Cái chết. Cái gì nhỉ? Thằng Yasuo nói gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Leo leo, leo leo, leo leo. Leo leo. Leo leo. Leo leo. Úi giời. Ly xin nửa mùa. Ui cơn lốc. Xa quá, còn này không counter được. Lê lê. Úi trời ơi. Đạp vào đây. Được. Úi trời. Chết. Sao thế? Hết mẹ lực. Ui. Úi giời. Tao bắt bài mày rồi. Tầm này không thắng tao nữa đâu con ạ. Trời ơi, dễ. Ao ơi, ngu rồi. Ui tí chết, may thế. Ui cái gì đấy. Chiêu này mới nha. Ai ui. Ai ui. Ai ui. Ai ui. Tự tay bóp dái này con này. Ui cái gì đấy. Cái gì đấy. Biến mất rồi. Ý hi hi. Ta có phi tiêu này. Piu. À. Phi tiêu nữa này. Phi tiêu nữa này. Ao ui. Ao ui. Ao ui. Thật luôn đấy. Đúng. Tao bắt bài là mày nhưng mà tao ngu. Ghét cóc kỳ và đứt. Phi tiêu. Sợ đấy. Úi. À ui. Đánh tay mẹ tay dài đấy. Ui, tưởng gì. Ui. Wow. Tiểu lý phi dao. Tiểu lý phi dao. Tiểu lý lại phi dao. Ủa. Tiểu lý phi tiêu. Ui. Ủa. Cú lách. Ủa sắp hoảng rồi đấy. Ui. Oh yeah. Oh yeah. Ui. Phi dao. Úi. Úi chạy. Ninja. Ninja. Nó đứng cho cục kia đó hồi lực đúng không nhỉ? Ui. Con này tên là gì? Enenra. Thôi. Ôi cái gì ấy? Ui cái gì ấy? Không có mất nhá. Thủ tiêu chí phủ bảo rồi. Đứng xa nhau 2 mét. Mày lại cứ đến gần ta. À ui. Đó. Chết. Chuẩn bị oảng đấy con ạ. Thôi không ôm. Khổ lắm. Không có nhu cầu. Piu. 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 Mày gặp phải Lý Tầm Hoan rồi con ạ. Easy. Đi rồi, ui, dễ. Nice. Đùa đấy. Yeah. Rồi bây giờ làm nhiệm vụ tiếp theo nào. Master Dosan online up. Ok, không còn biết là gì, làm không? Tính sao? Rồi, ninja. Chiu chiu chiu. Nhiệm vụ là gì đây? Find the missing merchant. Ok. Tìm merchant bị mất tích. Cửa này chắc là không mở rồi. Em áp tí nhỉ? Cứ thế này thôi. Mắc ninjitsu power ném nó đau. Yeah. Rồi. Au. Piu. 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 Ý. Một dao không nói nhiều. Hình như có chiêu ném. Đúng nhỉ? Nhào nhỉ? Như phải target vào nó thôi. À đây. What? Anh nhảy nhỉ? À đây đây đây. Rồi. Phải đúng stand. Scorpion này, ui bây giờ thành Scorpion nhá. Cái gì đấy? Cái gì này? Scorpion, ui get over here. Ui cái gì đấy? Được quá nhở? Á chúa, mình chả cái bọn lính này là ý nghĩa gì trong game này? Nó là quân của ai? Hey, hello. À, dậy 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 dậy. Em nhỏ dậy nào em nhỏ. Chiu. Ui, cái vũ khí này hay nhỉ. Chất đống đấy. Ui, thế lắm người chết. Chỗ này chứ. Gì thế? Thôi chết nó gọi đậu rồi. Ui cái gì đấy? Fuck. Đậu nghe tiếng người. No. Easy. Easy. Thằng nào vừa thổi coi đấy. Vác tù bà đấy. Con chó này. Ôi gục luôn. Đâu đấy? Tiếng người đâu đấy? Tiểu lý phi tiêu. Tiểu lý lại phi tiêu tiếp. Ui cầm quả trùy. Một hit. Ông đánh xong ông cũng thở luôn. Ok, không thể coi thường bọn này được. Piu. Piu. Fuck. Ui rồi thế thôi nha. Đùa thế đủ rồi đấy. À. Fuck you. Cứ chéo trượt kìa. Một hit vào đầu không nói nhiều. thằng thổ tù và hàng tổng này. Chạy. Gì đấy? Ui chút cái gì đấy? Ai người hay quỷ đấy? Phá. Người hay quỷ đấy? Quỷ hay người? Ui, vào đây. Ui, bắn Rockman à? Rockman như chúng tôi này. Yo. Không biết là cái con gì đây. Quắn tù tì là cái gì các cái này. Tao học được chiêu đấy của mày nhá. Ui, chiêu này cùi vãi. Con khỉ này. Easy. Nhà này không nhỉ? Cứ nhà thôi. Như chỗ này là quay lại đường cũ của mình phải. Đúng rồi, chính xác luôn. Nụi. Gì đấy? Ô, nhà là cái sao co gì này? Cái dùng có bán đâu nhỉ? Nhà là hơi nhiều cái đấy đấy. Haha. Mở được. Nice. Chào ninja, tiếp tục hành động. Wow. Ui, tí thị quảng. Ôi anh ơi. Trông hung hãn thế. Thợ thế. Thì biểu có mẻ mắt đúng không? Ui, ném đá rút tay. Một phát AKO. Randy Orton đây thì đỡ thế deck rồi đấy. Randy Orton có một mắt này. Wow. Shit. Ôi gì này. Mấy có chột mắt lè. Hết sọt. Né luôn. Con này không có mắt, không có đầu rồi. Cho một viên hết sọt nhỉ. Ủa, chết luôn đấy. Holy shit. Mù mắt. Thế mà không đánh được nó à? Ui cái gì thế bạn ơi, tớ bắt bài rồi. Ui, được, boxing xong rồi lại cả mẹ này. À, biết nhiều võ công vết nhỉ. Ui, cái gì thế? Thằng chột mắt này. Mày biết nhiều võ công đấy. Đệ tử môn phái nào đấy. À, riêng cái loại mày nhá. Ui, riêng cái loại mày nhá. Nhanh con này. Dậu hết sót hồi phục luôn. Phong cách người chơi Châu Việt Cường. Easy game, easy life. Tôi là ninja. Tôi đến và đi không ai biết. Ôi, các bạn sẽ không bao giờ biết được vì sao mình chết. Ui, cái gì con mèo này? Hello Mew. Mèo ơi, xin cho tao nào. Pít pít. Cái con này có ý nghĩa gì nhỉ? Hình như là mình có một cái cung mới. Tại sao mình vẫn dùng cung này? Đây này. Reduce attack. À, ui, bầu xịn nhá. Không có gì cả. Chẳng có gì mới. Đâu? This is a Yokai Weapon. Cái nào đấy? À đây. This is a Yokai Weapon. Huh. Nó có cái gì đặc biệt này? Nhưng không phải cái vũ khí mình cần. Thôi đi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Hello. Có tiếng con gì ở dưới này. Ui. Cái đéo gì vừa xảy ra vậy? Tao có phải đánh lại con một mắt hay không đấy? Oh shit. Con này là quái thường. Ok vậy. No option. Ui gì vậy? Kẹt đấy. Lau mũi. Wow, sợ đấy. Đâu rồi? Tiểu Lý Phi Tiệu. Con này có skin dở hơi vậy. Thế cho nó nhành. Ý, cái linh hồn con này. What the fuck? Nói ngôn ngữ gì đây? Trời, bây giờ không có con mèo rồi. Đánh cái con kia. Ui. Yeah. Fuck. Mình phải đánh con kia nhỉ? Như cháo lựa chọn nào buộc phải đánh nó ra. Chỗ xếp nào đây không nhỉ? Chạy lại cho gần, đỡ phải đánh con mặt một mắt nữa. Dưới này có con này. Trông không, dưới này cũng không vui hơn là mấy. Bỏ qua được này. Ui, kỳ đéo gì đấy. Cầm cái gì vậy bạn? Wow, yeah. Ui, anh ơi, bình tĩnh nghe. Cường kiếm to bố mới sợ. Trò này cứ spam liên tục đấy nhỉ? Ôi đéo có chỗ xếp thật à? Mình muốn có chỗ xếp. Ui, đau đấy. Chỗ đéo này à, là cái chỗ vừa có đường tắt nhỉ. Ui đéo vậy. Yo. Yeah. Chết. Ố, thế rồi á? Thế thì phải đánh con kia rồi thôi. Chả còn cái gì để ấy đâu. Ui nào. Anh Rockman kìa. Rockman kìa. X mấy thì không biết. Kiểu bắn đau quá. Quảng chó. Ninja lóc, tóc ninja. Hết đường rồi. Ui. Hello. Chú mèo. Nhớ đường nào nhé. không có đường nào cả. Ôi chỗ xếp này. Bánh hay thế, phải riêng kia đội. Gì vậy? Ui, được nhá. Nghe nhạc. Cuộn đấm liên tục của mồm. Cái này có vẻ hay này. Tí trình sao? Tao cũng chả dùng mấy. Tăng điểm, tăng điểm, tăng điểm. Tăng cái mắc này, ném đi ra, sướng. Shinobi Bracer, wow, mới. Đâu rồi? Shinobi Bracer màu gì đây? Ui, 20 này. Untouch Armor Damonut Unarmor Nisu cộng 7, Su 6. Lấy cái gì rồi? Lấy cái này đi. Ủa, cái gì đấy? Tao là ninja. Đánh cái con này. Chê tệ. Ủa, karasu tengu. Ui, mẹ con này chưa biết skin của nó là gì, không nên manh động. À, lại mất con mèo rồi. Kìa, Puma Ninja Grip, bầu, mới à? Grip là cái gì? Giày à? Ui, giày đẹp nhá. Ui, giày đẹp luôn. Hàng ao. Giết nốt con này nào. Nào, gì tê. Ủa, còn rồi mình cắt tờ nó. Ủa, sao nhỉ, lực của mình hồi chậm đấy. Uống cái nước vào. Ui, bánh cuốn thanh trì đấy. Tao có phi dao chín mệnh. Chết cha mày đê con ạ. Easy. What are you? Sao cái tủ này mở này? Mission complete này. Nhiệm vụ đơn giản thôi á. Hơ, có gì đây không? Ủa, tủ não mở hết rồi này. Lửa. Ok, vậy thì chúng ta dừng lại đây thôi. Hẹn gặp lại lần sau.